Vì những câu hỏi này, tôi tin chắc rằng là biên tập của chúng ta là một biên tập nữ và có một khoảng thời gian đã không 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 có tình yêu này nọ lâu ngày, nên toàn là hỏi nhiều về tình yêu thôi. Đó là bạn dự định sẽ lấy chồng năm bao nhiêu tuổi và muốn có bao nhiêu con? Rồi, theo thứ tự sang đầu tiên, hai con số 2 tròn trĩnh đó là 28 tuổi và 2 con. Tại sao lại là số 28? Và hai con thì sẽ chia sẻ nhiều hơn về những đứa con ha, đứa con trong tương lai của mình. Đối với San thì San luôn đặt những cái công việc của bản thân lên trước, đó chính là học tập và sự nghiệp. Chính vì thế mà San nghĩ là cần một khoảng thời gian dài hơn nữa để có thể hoàn thành tốt những cái công việc này cũng như là sứ mệnh của một á hậu. Và San nghĩ là lứa tuổi 28 là phù hợp để mình có thể lập gia đình, vì San cũng là người thực sự khá là thích trẻ con. Và mọi người cũng biết thì việc sinh con, nên người con đầu tiên thì nên vào năm trước năm 30 tuổi. Chính vì thế mà San đã chọn con số 28. Và còn hai đứa con thì chắc là sẽ là một trai một gái nếu mà may mắn. Rồi, tiếp theo là Loan đi. Cũng 28 tuổi luôn, cũng hai con, một trai một gái luôn. Nhưng mà có giải thích nào khác với San không? Thì hầu như là Loan giống với San, nhưng mà về cái mà độ tuổi 28 thì Loan thấy đây là độ tuổi đủ chín mùi và có thể trải qua được nhiều việc trong cuộc đời nhiều rồi, cho nên mình có thể là đủ bản lĩnh để trở thành một người phụ nữ của gia đình. Và tôi nghĩ sẽ rất là hấp dẫn nếu như hoa hậu chúng ta sẽ nói rằng là cưới liền, hoặc là cưới trong vòng một năm sau và con chưa có gia đình gì luôn. Ở tuổi 18 với rất là nhiều ước mơ, 19 tuổi đúng không? Với rất nhiều ước mơ mà tôi thấy rằng là dự định cho gia đình là bạn hoàn toàn chưa có gì hết. Thực ra thì hiện giờ thì Linh đang muốn tập trung cho sự nghiệp và học hành nhiều hơn. Vì vậy là mình cũng chưa nghĩ đến việc là sẽ lập gia đình khi nào và sẽ có bao nhiêu con. Ôi vậy hả? Nhưng mà bạn có phải là người yêu trẻ con không? Có, trẻ con luôn mang đến một nguồn năng lượng rất là vui, rất là tích cực. Trong những cái lần mà bạn tham gia những cái hoạt động cộng đồng á, bạn có những cái lần nào mà tiếp cận với trẻ con và để mà bạn minh chứng rằng là mình đã yêu trẻ con như thế nào không? Thực ra thì trong dự án nhân ái của Linh thì không có liên quan đến trẻ em, nhưng mà Linh có một cậu em trai ít hơn Linh 9 tuổi và đó là một khoảng cách thật sự rất là lớn. Khi mà Linh lớp 3 thì em bé mới được ra đời, lúc đấy thì Linh đã cảm giác rất là vui và mẹ Linh có kể lại là lúc đó Linh không cho bất kỳ một ai bế em trai của mình cả, trừ bố mẹ. Coi như là mình dành hết cái tình yêu ha, và độc chiếm em của mình luôn. Còn bây giờ thì như là chúng tôi đã hứa từ đầu tiên, Linh chắc là phải hát một ca khúc bằng tiếng Anh. Đó là ca khúc gì nào? Có lẽ em lại hát bài lại ư? Còn bài nào khác không? Bởi vì em thực sự rất là thích bài này. Sau phần thi tài năng thì em đã định hát bài hát này rồi, nhưng mà em nghĩ lại là thôi, mình hát không hay thì nên tém lại. Sau đây thì Linh xin được hát một đoạn trong bài How Far I'll Go trong phim hoạt hình Moana của Disney. See the light as it shines on the sea is blinding, but no one knows how far it goes. And it seems like it's calling out to me, so come find me and let me know. If I go, there's just no telling how far I'll go. Và nếu như là quý vị xem cái cảnh toàn thì quý vị sẽ thấy rằng là hai á hậu của chúng ta dường như là quen thuộc với bài hát này lắm rồi. Và hai cổ đã tình nguyện trở thành hai người mà múa minh họa một cách rất là dễ thương, vỗ tay rồi lắc đúng y chang là tiết tấu của bài hát luôn.